Kính chào quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Trao giải cuộc thi Tiếp bước truyền thống xây dựng tương lai lần 2. Nhiều hoạt động vui trung thu đầm ấm được tổ chức. Tin thế giới, Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng ký sắc lệnh chấm dứt sự tồn tại. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tiếp bước truyền thống xây dựng tương lai lần 2. Cuộc thi diễn ra với hình thức trực tuyến nên đã lan tỏa nhanh chóng, phù hợp với xu thế hiện nay và thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Đây là hoạt động sôi nổi, bổ ích để tuyên truyền những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước, về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động và những chỉ tiêu phấn đấu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Sau một tháng triển khai, hội thi đã nhận được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân với hơn 59.000 bài dự thi từ gần 13.000 đơn vị tham gia. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích và các giải tập thể cho các tác phẩm xuất sắc. Trường Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai giảng năm học mới 2023-2024, chào đón hơn 4.500 tân sinh viên khóa K49 vừa trúng tuyển vào trường. Lãnh đạo nhà trường cho biết đến nay, Trường Đại học 55 Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả ấn tượng như có tên trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS của Anh Quốc, đạt chuẩn AUNQA về kiểm định cơ sở và có 12 chương trình đào tạo được AUNQA công nhận đạt chuẩn chất lượng. Nhiều sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học khởi nghiệp. Năm học 2023-2024 với tầm nhìn đến năm 2035, trường tiếp tục định hướng phát triển trở thành trường đại học nghiên cứu với chất lượng quốc tế nhằm kiến tạo và đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp. Dịp này, trường đã tặng giấy khen cho các sinh viên có kết quả cao trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, khen thưởng cho 46 sinh viên tiêu biểu có kết quả học tập xuất sắc và các đoàn viên tiêu biểu. Tại buổi lễ, các doanh nghiệp cũng đã trao tặng hơn 5,6 tỷ đồng để cấp học bổng cho học viên, sinh viên nhằm đồng hành với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo của trường. Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với 555 tân sinh viên của 5 ngành đào tạo bậc đại học. Cũng trong năm học này, Khoa Y lần đầu tiên tuyển sinh sau đại học với 90 tân học viên bác sĩ chuyên khoa 1 của 4 chuyên ngành ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa và tai mũi họng. Năm học 2023-2024, Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những biến chuyển mới trong công tác đào tạo. Cụ thể, tháng 10 năm 2023, chương trình đào tạo y khoa của Khoa Y sẽ được đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN. Việc kiểm định chương trình đào tạo một lần nữa khẳng định chất lượng chương trình đào tạo mà Khoa Y đang triển khai, đồng thời là tiền đề thúc đẩy quá trình trao đổi sinh viên và công nhận tín chỉ giữa các trường đại học trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, mở ra nhiều cơ hội liên kết đào tạo dành cho sinh viên, đào tạo những thế hệ sinh viên trưởng thành từ Khoa Y trở thành công dân toàn cầu, hội nhập quốc tế. Dịp này, Khoa Y cũng đã khen thưởng cho 10 tân sinh viên đạt thủ khoa đầu vào của các chuyên ngành và tuyên dương tập thể cá nhân sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học 2021-2022. Nhằm cổ vũ lối sống xanh, tôn vinh các ý tưởng thiết kế mới thể hiện sức trẻ trong sáng tạo cũng như cái mới trong phong cách sống và xu hướng nhà ở, sáng nay tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Sáng tạo trẻ, kiến trúc, nội thất, cảnh quan với chủ đề Bứt phá không gian. Đến với triển lãm, khách tham quan bất ngờ trước các concept thiết kế, sự chuyển mình trong xu hướng của các tác phẩm thiết kế rất trẻ. Trẻ từ con người đội ngũ nhà vôi đến từng đường nét ý tưởng, góp phần định hướng các xu hướng thiết kế mang tính đương đại, gồm cả những bứt phá mới mẻ, mang tính dự báo, tính công nghệ, thể hiện sự thay đổi trong lối sống của người trẻ hiện nay. Trong khuôn khổ triển lãm là nhiều hoạt động sôi nổi như trao giải workshop sinh viên 2023, tọa đàm chủ đề không gian sống cá tính, đặc biệt là sự kiện trao giải cuộc thi sáng tạo trẻ với chủ đề bứt phá không gian. Không chỉ là những khách hàng truyền thống là những cái người thành đạt có gia đình và có những ngôi nhà lớn, chúng tôi nhận thấy là bên cạnh đó những thành viên trẻ trong gia đình hay là những cái khách hàng trẻ tuổi hơn
đang rất là quan tâm đến những cái không gian sống nó tạm gọi, có thể gọi là hơi phi truyền thống một chút xíu. Trong đó cái yếu tố về cá tính, yếu tố về các xu hướng thẩm mỹ đương đại và các yếu tố về công nghệ đang nổi bật lên rất là nhiều. Cũng có những cái bạn thì lại đưa ra một cái vấn đề không gian là nhà không chỉ là nơi để ở nữa, còn nơi làm việc và là cái nơi các bạn để tận hưởng cuộc sống. Triển lãm Sáng tạo trẻ với chủ đề Bứt phá không gian diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến 1 tháng 10 tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn City Group chính thức ra mắt công ty cổ phần sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN, trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khởi động sàn giao dịch tín chỉ carbon, chủ động thích ứng chính sách thương mại và môi trường và quốc tế, đồng thời hướng tới nền kinh tế carbon thấp và có tốc độ phát triển vượt bậc. Sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN CCTPA là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam cung cấp thông tin tư vấn đầy đủ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam về cách thức xây dựng dự án tín chỉ carbon, cách thức đăng ký, kiểm định, xác nhận cùng các cơ chế trao đổi, đền bù, vay tín dụng đối với các khoản tín dụng carbon và áp dụng thuế carbon trong khu vực và trên toàn cầu. CCTPA cũng nghiên cứu đưa ra các giải pháp ứng dụng blockchain giúp các giao dịch được xác thực, bảo mật và minh bạch, tăng cường sự tin tưởng giữa các bên tham gia. Tại sự kiện, CCTPA đã ký kết hợp tác với Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển, các đơn vị nghiên cứu khoa học, tổ chức tài chính và đơn vị kiểm định quốc tế, kiến tạo những giải pháp đột phá, ứng dụng công nghệ xanh, giảm phát thải carbon, tổ chức các chương trình chuyển đổi xanh vì mục tiêu Net Zero vào năm 2050. ESG, tức môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng. Bộ tiêu chuẩn này đang được áp dụng ngày càng nhiều tại các ngân hàng, nơi yêu cầu rất cao về quản trị rủi ro. Trong tổng thể hệ thống, xét ở tất cả các khía cạnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB được đánh giá là ngân hàng có sự phát triển ổn định, liên tục và bền vững thuộc top đầu, bất chấp những biến động của thị trường. Điều này cho thấy sự đúng đắn trong chiến lược phát triển, đặc biệt là cam kết thực thi ESG theo chuẩn đo lường quốc tế từ năm 2023. Bên cạnh những hoạt động thiện nguyện, lan tỏa trách nhiệm xã hội qua ứng dụng do MB tạo ra, trong mỗi sản phẩm của ngân hàng đều mang dấu ấn xanh, gồm cung cấp tài chính cho các dự án lớn về năng lượng tái tạo, hỗ trợ cho vay, hỗ trợ hành vi tiêu dùng tiết kiệm năng lượng. Với con đường phát triển bền vững của ngân hàng, mục tiêu top 3 thị trường về hiệu quả, top đầu châu Á, cùng tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu cho giai đoạn 2022-2026 chắc chắn sẽ không ngoài tầm với. Thưa quý vị, nhằm tạo không khí vui tươi đầm ấm cho các bệnh nhi trong dịp Tết Trung Thu, Tổng Công ty Phát điện 3 EVN Genco 3 phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố Thủ Đức và các đơn vị đã thăm hỏi, trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. 200 phần quà đã được EVN Genco 3 cùng các đơn vị trao tặng đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài hạn tại 3 bệnh viện trên địa bàn thành phố Thủ Đức, gồm Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt và Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Chương trình không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách của đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên Tổng Công ty Phát điện 3. Đây là năm thứ hai Tổng Ty Phát điện 3 đã đồng hành cùng với lại các cái bệnh viện trên địa bàn thành phố Thủ Đức để chăm lo cho các bệnh nhi. Đoàn Thanh niên Tổng Ty đã phối hợp với lại công đoàn tổ chức vận động cán bộ công nhân viên đóng góp một ngày lương để ủng hộ cho các công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi có gia đình hoàn cảnh khó khăn đang tham gia chữa bệnh tại các cái bệnh viện. Trong lúc đang điều trị tại bệnh viện, những phần quà Trung Thu chính là nguồn động viên tinh thần có giá trị to lớn, giúp các bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật, sớm hồi phục sức khỏe để trở về với gia đình, tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi. Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu đêm hội trăng rằm với sự tham gia của hơn 100 em thiếu nhi. Có mặt từ sớm tham gia rước đèn cùng các bạn, em Ngọc Trúc hào hứng vì năm nay được đón Trung Thu với nhiều trò chơi thú vị. Có ước mơ, có chị Hằng, chú Bụi. Dạ vui tại hôm nay sắp có Trung Thu, con được chơi mấy trò mà con yêu thích đó. Tham gia chương trình, các em còn được thử sức với các trò chơi vận động, đố vui có thưởng, thưởng thức các chương trình văn nghệ, kịch nói đầy hấp dẫn.
Cái ngày Tết Trung Thu là một cái dịp mà để các em được vui chơi cũng như là cha mẹ quan tâm tới các con mình nhiều hơn, cũng như là các con sẽ thể hiện cái tình yêu thương của các con đối với cha mẹ mình. Qua đó thì cũng thể hiện được cái tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ và giúp nhau trong cái cuộc sống mỗi ngày sẽ tốt hơn và các con được vui chơi, được học tập ngày càng tiến bộ hơn. Trong những năm qua, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy luôn dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cả về vật chất lẫn tinh thần, chăm lo cho các em thiếu nhi là con em cán bộ nhân viên và các em thiếu nhi đang được điều trị nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy, để các em được vui chơi, phát triển lành mạnh và đón một mùa Trung Thu thật ấm áp, hạnh phúc bên người thân. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, lãnh đạo Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng ký sắc lệnh chấm dứt sự tồn tại, giải tán tất cả các cơ quan và tổ chức trước ngày 1 tháng 1 năm 2024. Quyết định này nằm trong thỏa thuận đạt được với chính phủ Azerbaijan vào tuần trước. Theo lãnh đạo Shavkat Sharamanian của Cộng hòa Nagorno-Karabakh không được quốc tế công nhận. Quyết định trên được đưa ra do tình hình chính trị quân sự khó khăn hiện tại, dựa trên thỏa thuận đạt được với Azerbaijan về việc ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân tại Nagorno-Karabakh. Theo sắc lệnh, người dân Nagorno-Karabakh nên cân nhắc các điều kiện tái hòa nhập mà Azerbaijan đưa ra để có thể độc lập quyết định về việc ở lại hay rời khỏi khu vực. Thỏa thuận là Azerbaijan hỗ trợ việc đi lại tự do, tự nguyện và không bị cản trở qua hành lang Lachin của người dân Nagorno-Karabakh, gồm cả những tay súng đã hạ vũ khí. Gia đình chúng tôi có 7 người, chúng tôi không biết sẽ đi về đâu. Chúng tôi không muốn sống với người Azerbaijan. Chúng tôi không tin họ, vì nếu đã tin được họ thì chúng tôi đã không rơi vào hoàn cảnh như thế này. Armenia cho biết tính đến sáng 28 tháng 9, hơn một nửa trong tổng số 120.000 người gốc Armenia đã rời khỏi Nagorno-Karabakh để đến Armenia, chưa đầy 4 ngày sau khi Azerbaijan giành quyền kiểm soát vùng này. Theo hãng thông tấn RIA của Nga, đến chiều cùng ngày, con số này là 70.500 người. Cũng trong ngày 28 tháng 9, những người Liban gốc Armenia đã tập trung gần đại sứ quán Azerbaijan để phản đối hoạt động quân sự của Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh. Đến gần cơ quan ngoại giao này, họ ném đồ vật vào cảnh sát và bị đáp trả bằng hơi cây. Nagorno-Karabakh là vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận là thuộc Azerbaijan, nhưng có đa số dân là người gốc Armenia. Cộng hòa Nagorno-Karabakh tự xưng kiểm soát khu vực này từ năm 1991, từng đòi ly khai khỏi Azerbaijan và sáp nhập vào Armenia. Sau khi buộc phải ly khai đầu hàng vào tuần trước, Azerbaijan cho biết chính phủ sẵn sàng tôn trọng quyền lợi của người gốc Armenia. Tuy nhiên, người dân đang tháo chạy khỏi Nagorno-Karabakh do lo ngại thanh lọc sắc tộc. Một vụ đụng độ dữ dội cuối tuần qua giữa các tay súng người Serbia với cảnh sát Kosovo đã khiến 4 người thiệt mạng. Vụ việc đang thổi bùng căng thẳng vốn có giữa Serbia với vùng lãnh thổ Kosovo. Trong một trong những cuộc đụng độ được xem là nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh thổ này tự tuyên bố độc lập khỏi Serbia hồi năm 2008, khoảng 30 người đeo mặt nạ đã nổ súng vào một đội tuần tra của cảnh sát Kosovo gần làng Banska. Sau đó, họ xông vào một nhà thờ chính thống giáo Serbia và cố thủ bên trong cùng với các linh mục và người đi lễ. Cuộc giao tranh bắt đầu vào lúc rạng sáng Chủ nhật và kéo dài tới chiều hôm sau. Một cảnh sát và 3 tay súng người Serbia thiệt mạng, nhưng không dân thường nào bị thương. 8 người bị bắt giữ, nhưng 4 người đã được thả vì không đủ chứng cứ. Phản ứng trước vụ việc, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu phải nắm quyền điều hành cơ quan thực thi pháp luật ở miền Bắc Kosovo, nơi có đa số dân là người Serbia. Còn theo ông Beta Bekovic, giám đốc văn phòng về Kosovo và Metohija của chính phủ Serbia, thì nguyên nhân dẫn đến căng thẳng là do người Serbia ở miền Bắc Kosovo xem cảnh sát Kosovo là lực lượng chiếm đóng. Dù bạo lực đã thổi bùng thêm căng thẳng ở vùng Balkan vào thời điểm mà Mỹ và Liên minh châu EU đang thúc đẩy một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo. Lãnh thổ Kosovo đã tự tuyên bố độc lập hồi năm 2008 sau các cuộc không kích của NATO vào Serbia với cái cớ là để bảo vệ người Albani trước sự ngược đãi của người Serbia. Từ đó đến nay, Serbia, Nga cùng phần lớn các quốc gia trên thế giới vẫn không công nhận sự độc lập của Kosovo.
Ngày 28 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp Tổng thống Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong chuyến thăm bất ngờ của người đứng đầu Liên minh quân sự tới thủ đô Kiev. Phát biểu trong buổi họp báo, ông Stoltenberg cho biết Ukraine chưa bao giờ gần NATO như thế. Quan chức NATO cho biết Ukraine có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ 31 thành viên Liên minh quân sự và nhiều đối tác. Về phương mình, Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu, các thành phố, các cảng của Ukraine vốn rất quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu, cần phải có một mức độ áp lực mạnh mẽ nhất định đối với Nga, và việc tăng cường phòng không là cần thiết. Chúng tôi cũng thảo luận về việc các quốc gia thành viên cung cấp hệ thống phòng không. Ông Stoltenberg cho biết NATO đã có các hợp đồng khung để cung cấp vũ khí quan trọng trị giá hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Việc này sẽ giúp các thành viên NATO bổ sung kho dự trữ đã cạn kiệt của họ, đồng thời tiếp tục cung cấp đạn dược cho Kiev. Cũng trong ngày 28 tháng 9 tại Kiev, Tổng thống Ukraine đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu. Đôi bên đã thảo luận về khả năng sản xuất vũ khí chung giữa hai nước, đồng thời tăng cường lực lượng phòng không của Ukraine trước mùa đông sắp tới. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov. Đi cùng ông Lecornu đến Ukraine lần này có đại diện của khoảng 20 nhà thầu quốc phòng của Pháp, vốn sản xuất thiết bị bay không người lái, pháo và đạn dược, đồng thời ứng dụng các công nghệ trí thông minh nhân tạo và mạng máy tính. Ngày 28 tháng 9, Đức đã ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa siêu thanh Arrow 3 do Israel sản xuất. Đây sẽ là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không của Liên minh châu Âu-EU. Thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ đô la là thương vụ lớn nhất trong ngành quốc phòng Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định hệ thống Arrow 3 sẽ giúp phòng không của Đức sẵn sàng cho tương lai và hy vọng có thể được bàn giao vào quý 4 năm 2025. Arrow 3 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo được bắn từ khoảng cách lên tới 2.400 km. Hệ thống này do Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ Israel EIA và Boeing hợp tác phát triển, mở rộng từ hệ thống dòng sát vốn đánh chặn tên lửa tầm ngắn sang đánh chặn tên lửa tầm xa, phá hủy các đầu đạn thông thường ở độ cao đảm bảo an toàn. Arrow 3 lần đầu tiên được triển khai tại một căn cứ không quân của Israel vào năm 2017. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người ở thành phố Rotterdam liên quan đến vụ nổ súng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Thông tin từ cảnh sát cho biết, kẻ tấn công đã nổ súng trong một căn hộ nhà riêng, khiến một phụ nữ 39 tuổi và con của người này là bé gái 14 tuổi thiệt mạng. Sau đó, y xông vào một bệnh viện trường đại học, cách đó khoảng 1,5 km, bắn chết một người khác. Nghi can 32 tuổi cũng phóng hỏa cả ngôi nhà và bệnh viện trên. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ đối tượng. Người này được cho là hành động một mình và có tiền án bạo lực với động vật. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra động cơ gây án. Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh và thực phẩm của Trung Quốc đang tăng cường năng lực cung ứng hàng cho thị trường mua bán trực tuyến, vốn đang bùng nổ. Tất cả nhằm chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ Tết Trung Thu và Quốc Khánh của nước này, vốn bắt đầu từ hôm nay. Năm nay, người dân Trung Quốc được nghỉ lễ dài 8 ngày, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, nhờ hai sự kiện là Tết Trung Thu và ngày Quốc Khánh sát nhau. Hoạt động mua bán trực tuyến tại Trung Quốc đã bắt đầu nóng dần từ một tuần trước kỳ nghỉ lễ. Thực phẩm, quần áo theo mùa và hàng hóa phục vụ giá ngoại là những mặt hàng bán chạy nhất, mang lại doanh thu khổng lồ cho ngành bưu chính và chuyển phát. Các doanh nghiệp chuyển phát nhanh lập các trạm đóng hàng bổ sung để đảm bảo vận chuyển hiệu quả nhất hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm theo mùa. Tại Nam Sương, thủ phủ tỉnh Giang Tây, các nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh lập các trạm đóng gói tự lấy tại hơn 100 khu vực. Theo Cục Bưu điện Nhà nước, các dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn quốc đã chuyển hơn 400 triệu bưu kiện từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến sẽ có 2,6 tỷ đơn hàng được chuyển giao trong suốt kỳ nghỉ lễ. Kể từ đầu tháng 9, thị trường mua bán trực tuyến tại Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ. Chỉ 3 tuần sau khi cơn bão Daniel đổ bộ khiến 16 người thiệt mạng tại Hy Lạp, nước này lại hứng chịu một cơn bão khác. Mưa lớn xối xả làm ngập đường phố, nhà cửa và các cơ sở kinh doanh ở thành phố Volos. Cơn bão Elias khiến nước sông Krasnodar dâng cao và tràn vào các khu dân cư trong thành phố Volos. Người dân địa phương cho biết chính quyền vẫn đang giải quyết hậu quả của cơn bão Daniel và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn bão khác. Hơn 250 người đã được sơ tán khỏi khu vực kể từ khi bão Elias đổ bộ. Lực lượng cứu hỏa cho biết
Đến nay, họ đã nhận được 1.200 cuộc gọi trợ giúp. Theo thị trưởng Volos, tình trạng mất điện do bão và lũ lụt đã khiến 80% thành phố này chìm trong bóng tối. Bão Elias là cơn bão lớn thứ hai tấn công cùng khu vực trong tháng này sau bão Daniel, cơn bão dữ dội nhất đổ bộ vào Hy Lạp kể từ năm 1930. Xin được trở lại phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi sau khi được tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện, các đại biểu nêu rõ tài nguyên nước là lĩnh vực rất rộng và hiện đang được quy định trong một số luật liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước như luật thủy lợi, luật đê điều, luật phòng chống thiên tai, luật bảo vệ môi trường. Vì thế cần nghiên cứu rà soát kỹ, tránh chồng chéo, trùng lặp trong các quy định của dự thảo luật. Các quy định phải cụ thể, rõ ràng, khả thi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống và thể chế kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các ý kiến đóng góp sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và gửi tới các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 6 tới đây. Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2023 vừa khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sự kiện do Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Tổng công ty nước và môi trường Bình Dương phối hợp tổ chức diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9. Tuần lễ ngành nước Việt Nam đã trở thành điểm đến uy tín, thu hút các nhà đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế chia sẻ, trao đổi về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hội thảo quốc tế tập trung vào các vấn đề nóng của ngành nước như dự thảo luật cấp thoát nước, xử lý nước thải vì sức khỏe cộng đồng và môi trường, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực ngành nước. Dịp này, Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy ngành nước bền vững và bao trùm tại Việt Nam, đồng thời ra mắt Hiệp hội ngành nước các nước Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác vì một ngành nước được cải thiện và phát triển bền vững. Quận Gò Vấp vừa tổ chức lễ diễu hành biểu dương lực lượng phương tiện và hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2023. Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 22 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy ngày 4 tháng 10. Tham gia vào buổi diễu hành là các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cán bộ chiến sĩ công an tại 16 phường, trung tâm văn hóa và các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận với trên 200 người và 23 phương tiện chuyên dụng. Ngay sau khi kết thúc lễ diễu hành, các đội đã cùng nhau tranh tài tại các nội dung như chạy tiếp sức 2 x 100m cứu người và chữa cháy dành cho đội thi Ủy ban Nhân dân 16 phường và chạy tiếp sức 4 x 100m chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản trong đêm cháy dành cho đội thi là lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở. Hội thao nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng, đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, nâng cao kỹ năng, chiến thuật và hiệu quả phối hợp trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ giữa các lực lượng. Chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua việc lựa chọn các giải pháp số phù hợp ở tất cả các lĩnh vực hoạt động từ chăn nuôi, sản xuất, cung ứng cho đến xây dựng, số hóa sản phẩm, quản trị sản xuất tự động, quản trị nguồn lực, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. Là doanh nghiệp uy tín về sản phẩm trứng, chăn nuôi, công ty Ba Huân đã đầu tư chuyển đổi số, hợp tác với FPT, xây dựng dự án hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S4 HANA suốt 9 tháng. Hệ thống số giúp doanh nghiệp quản lý khâu chăn nuôi từ trang trại giống, nhà máy sản xuất thức ăn, trang trại nuôi trồng, thu hoạch trứng đến nhà máy sản xuất thức ăn chế biến và quản lý việc phân phối sản phẩm. Tôi là xuất thân từ một nông dân làm ngành nông nghiệp. Năm nay là trên 50 năm, tôi thầm ao ước để làm được một số hóa, một cái công nghệ theo tiên tiến bây giờ. Đội ngũ tôi được như vậy thì tôi mừng, tôi mãn nguyện là tôi được làm điều gì đó cho đất nước Việt Nam. Thực ra đó, bài toán của chị Ba Huân là bài toán đầy đủ
nó không phải là đơn giản làm một cái việc nhỏ mà nó quản lý từ cái chuồng gà cho đến người tiêu dùng. Và đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp đi tiên phong để chuyển đổi số, và theo chân chị Ba Huân chắc chắn rằng rất nhiều doanh nghiệp sẽ làm những điều như vậy, bởi vì làm như vậy thì nó mới hiệu quả, nó mới phục vụ tốt nhất cho người dân. Giải pháp SAP S4 HANA sẽ giúp doanh nghiệp khai phá khả năng và triển khai công nghệ mới nhanh hơn, điều hành hoạt động kinh doanh. Đây là những bước đi cần thiết trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam coi công nghệ là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt, giá trị cho nền nông nghiệp, kinh tế Việt Nam. Đúng 0 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2023, toàn bộ hơn 800 cửa hàng FPT Shop và App Studio của công ty FPT Retail đã đồng loạt giao gần 5.000 điện thoại iPhone 15 chính hãng đến với khách hàng trên toàn quốc. Từ tháng 9 năm 2022, hệ thống FPT Shop đã triển khai chương trình đặt trước iPhone 15, và cho đến ngày hôm qua, 28 tháng 9 năm 2023, hệ thống đã nhận được hơn 30.000 đơn hàng. Trong đó, phiên bản iPhone 15 Pro Max chiếm tỷ lệ đến 88%. Trong đó, màu mới Titan tự nhiên trên dòng Pro và Pro Max được người dùng Việt săn đón trong thời gian mở đặt trước, chiếm tỷ lệ đến 70% số lượng đặt hàng. Cùng với đó, màu hồng trên phiên bản tiêu chuẩn cũng chiếm tỷ lệ đến 65%. Theo bảng giá, giá của iPhone 15 rẻ hơn so với giá iPhone 14, khoảng 8% khi mở bán tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian mở bán iPhone 15, hệ thống FPT Shop sẽ có nhiều ưu đãi cho khách như đổi trả trong 12 tháng, phối hợp cùng chợ tốt, thu mua iPhone cũ đến 75% giá trị, giảm giá, tặng quà khi mua sản phẩm. Với sứ mệnh phục dựng, bảo tồn, phát huy và phát triển, góp phần thiết thực nâng tầm nền văn hóa ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới một cách bền vững, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam VCCA tổ chức lễ công bố giai đoạn 2023 đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia giai đoạn 2022-2024 và lễ trao giấy chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn 2022. Đề án tiến hành khảo sát thu thập dữ liệu của văn hóa ẩm thực Việt Nam nhằm xây dựng tổng tập 1.000 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam và tiến hành chuyển đổi số cơ sở dữ liệu đó thành bản đồ trực tuyến ẩm thực Việt Nam và bảo tàng trực tuyến ẩm thực Việt Nam. Các sản phẩm của đề án sẽ góp phần tạo bước đệm để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa ẩm thực, thúc đẩy cạnh tranh quốc gia và là tiền đề của phát triển kinh tế Việt Nam. Với mục tiêu định hình hệ sinh thái văn hóa ẩm thực Việt Nam và định hướng hỗ trợ chuyển giao và phát triển hệ sinh thái văn hóa ẩm thực địa phương, tạo ra các giá trị và lợi ích gắn với địa phương, năm 2023 là năm đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng một nền tảng bền vững, đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua văn hóa ẩm thực, thúc đẩy cạnh tranh quốc gia, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mạnh mẽ và bền vững. Lần đầu tiên lễ hội phở Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra tại công viên Yoyogi Keyaki Namiki Tokyo, Nhật Bản vào ngày 7-8 tháng 10 tới đây. Với chủ đề vị ngon hòa quyện, tận hưởng và khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam, Việt Nam Festival Phở 2023 đánh dấu bước tiến quan trọng khi sự kiện Ngày của Phở 12 tháng 12 do báo Tuổi Trẻ tổ chức bước sang năm thứ 7. Việt Nam Phở Festival 2023 sẽ mang đến cho người dân Nhật Bản những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc, quảng bá những hình ảnh tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ Việt Nam Phở Festival 2023, ban tổ chức còn phối hợp với Sở Công Thương tổ chức chương trình xúc tiến thương mại trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh lương thực thực phẩm và các sản phẩm có nguồn gốc từ gạo, tinh bột nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, xuất khẩu, nâng cao hơn nữa giá trị cho hạt gạo Việt Nam. Dịp này, báo Tuổi Trẻ đã công bố thành lập và ra mắt chi hội hướng. Thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Kính chào tạm biệt.